là vì mình đã học được một của người bạn một cái món ăn rất ngon. Mình hôm nay mình sẽ để cho gia đình nhà mình sẽ ngạc nhiên, chồng con mình sẽ ngạc nhiên về những điều, những món mà mình đang chuẩn bị. Chắc mọi người rất là vui đây. Tuyệt vời, món này chắc là chồng và con mình là rất là thích đây. Mình ơi, ra ăn cơm đi mình ơi. Khang ơi, con đâu rồi? Ra ăn cơm đi con ơi. Hôm nay có món rất là ngon, mẹ chiêu đãi bố con. Ủa sao mình kỳ cục vậy? Mình đi mình chẳng để ý gì cả, xít nữa thì đổ mất đồ ăn. Uống cả công người ta lấu lướng. Khang ơi, con ra ăn cơm con ơi. Dạ. Yeah. Thôi đi, mọi người nghỉ tay đi. Mẹ cầu nguyện đây. Chú ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì ngài luôn cho chúng con mỗi ngày những đồ ăn ngon và phước hạnh của Chúa ban cho gia đình của chúng con. Giờ này con dâng tất cả đồ ăn này trong tay Chúa với lòng biết ơn Chúa và con cầu nguyện. Khang, con đừng chơi nữa có được không? Anh, mình ơi, bỏ xuống đi. Đồ ngon như này mà mọi người không thưởng thức sao? Ủa sao kỳ cục vậy? Khang, mẹ nói con có gì nghe thấy không? Ba cũng chơi rồi, sao mẹ không nói ba, nói mình. Con hoài. Ồ, bà lớn rồi, bà xem thời sự, mà chơi game bỏ xuống đi. Mà mẹ cũng khó khăn quá, thời buổi này người ta ở nhà vừa chơi game vừa coi tivi rồi, ăn uống cũng được mà, có sao đâu. Nhưng mấy khi gia đình mình có những bữa cơm đầm ấm này, mọi người phải vui vẻ lên chứ, bỏ xuống đi, ông mẹ buồn quá. Con bỏ xuống đi. Mình ơi, nhà mình chuẩn bị hội thánh Chúa Thanh Kỳ Vinh này đang tổ chức những lấu món ăn đấy. Hay là nhà mình cũng tham gia một món được không? Ừ, bà muốn làm gì bà làm. Hay là nhà mình có một đàn gà đấy. Mình dâng cho Chúa 10 con, mình lấu món lai gu cho mọi người ăn nhé. Ừ, bà cũng được. Bà làm gì bà làm. Sao mình đến giờ ăn rồi mà mình cứ mắt mình cứ dán vào điện thoại vậy? Tôi đang theo dõi thời sự quốc tế này. Thôi, nếu vậy thì mẹ sẽ không ở đây nữa. Để cho bố con sống với điện thoại đi. Mẹ sẽ đi để xem bố con tự lo cho nhau thế nào. Con no rồi, con vô trước nha. Thôi, ăn lo xong. Bà ấy vừa ở đây mà bà đi đâu rồi ấy nhỉ? Bà lại... Mình ơi, mình đi đâu rồi ấy nhở? Ô, không thấy đâu à? Thôi Khang ơi, con dọn đi con này. Dạ ba. Alo, có phải Mr. Khang không? Dạ phải. Ủa chị là ai vậy? Em có phải là con của bà Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Dung không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Sao chị biết? Em ơi, em phải đến bệnh viện ngay nhé, bởi vì bà đang bị cấp cứu và nằm trong bệnh viện hôn mê đây. Cái gì? Mẹ đang ở đâu vậy chị? Bệnh viện Ready đó. Dạ được rồi. Dạ em tới liền. Ba ơi. Ba ơi. Ồ, cái gì con? Mẹ bị tai nạn đầu đường rồi. Ồ thế à? Ở đâu con? Dạ ở đầu đường người ta đem mẹ vào bệnh viện rồi. Bệnh viện nào con ơi? Dạ, bệnh viện Gary. Bệnh viện Gary ba ơi. Mình đi nhanh đi ba. Ồ thế con bệnh viện ấy là bệnh viện của vợ mục sư Bân đấy. Cô ở chỗ cô Thương ấy. Dạ, con dạ. Điện cho cô đi. Thôi, rồi đi, ba. Mình đi nhanh, mình đi nhanh ba ơi. Dạ dạ rồi, dạ rồi. Và trong lúc
À, bà Dung buồn gia đình của mình, bà đã đi ra ngoài, đi lang thang và cuối cùng bà đã gặp một tai nạn xe rất là nặng. Bà đã hôn mê ở trong bệnh viện. Và cảnh tiếp theo sẽ là cảnh 2 tại bệnh viện. Rồi, ra làm đi. Con ơi, mẹ ở phòng nào con nhỉ? Phòng 5 ơi, phòng 5. Phòng 5 à? Oh, bây giờ. Ôi em ơi, làm sao vậy? Ôi, anh xin lỗi nhá. Anh xin lỗi mình, anh ngàn lần xin lỗi là anh không chơi game nữa và anh không xem điện thoại nữa nhá. Ôi. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy mẹ? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại mẹ ơi. Con sai rồi mẹ ơi. Con hứa là con không chơi game nữa đâu mẹ ơi. Con sẽ quan tâm mẹ hơn. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi. Sao vậy? Mày sao vậy? Dạ, anh hơi. Sao vậy? Chị dâu. Tại bị gì đó? Có bị gãy xương cái đầu gì không? Dạ. Không, chuyện không bị sao đâu. Đang lành như vậy. Chuyện dài lắm, em sẽ kể mọi người sau. Thì sao em ở nhà kiểu gì mà để cho mẹ bị tai nạn như thế này? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi. Mẹ ơi mẹ dậy đi. Mẹ con đang thăm. Mẹ ơi mẹ sao vậy? Ba, tại sao ba ở nhà ba không chăm sóc mẹ mà ba để mẹ ra nông nỗi này chứ? Hèn, em làm cái gì mà em không chăm sóc mẹ? Thôi đi, bình tĩnh ra đi mọi người. Bình tĩnh. Thôi mọi người bình tĩnh ra đi, không phải là lúc chúng ta đổ lỗi cho nhau nữa. Chúng ta hiệp một lại cầu nguyện cho mẹ đi, Chúa sẽ cho mẹ tỉnh dậy. Chị sư ơi, nghe tin chị, nghe tin chị. Tôi qua đây để thăm chị, xin tỉnh lại đi chị. Ồ, bà tỉnh rồi đấy này, bà tỉnh rồi đấy này. Chị ơi, tỉnh dậy đi chị. Mọi người, mọi người chúng ta hiệp một cầu nguyện đi. Chúng ta phải hiệp một để cầu nguyện cho mẹ chúng con mới được. Các con hiệp một đi, các con. Dạ đúng rồi. Cầu nguyện đi mọi người. Chỉ có một cách duy nhất thôi là cầu nguyện Chúa chữa lành cho chị thôi. Thôi mọi người cầu nguyện đi, chúng ta cầu nguyện. Dạ, mình nắm tay lại đi. Ba mày đại diện cầu nguyện cho mẹ đi. Dạ, dạ. Chúng ta hiệp một và cầu nguyện. Đại Chúa, chúng con cảm ơn Ngài bởi vì có những điều có thể chúng con không biết xảy ra, nhưng mà Chúa, chúng con tin cậy Ngài sẽ là đấng chữa lành cho chúng con. Chúa, Ngài đấng chữa lành cho mẹ con như lời Ngài phán hứa với chúng con. Bởi lần roi của Ngài chịu, chúng con được lành bệnh. Chúng con công bố sự chữa lành của Chúa trên mẹ của chúng con ngay giờ này. Ở Chúa, chúng con cảm ơn Chúa và chúng con hiệp nhau trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thôi, mẹ đông đẩy em mọi người ơi. Hallelujah. Cảm ơn chị Xui đã đến thăm tôi và Khang. Lúc mẹ lầm, mẹ có nghe thấy tiếng lời con nói, mẹ rất là cảm động vì mẹ biết rằng con đã bằng lòng thay đổi những điều mà con đã sai phạm. Đó là điều mẹ vui mừng. Cảm ơn Chúa và mẹ rất là thấy phước hạnh khi thấy các con đến đây thăm mẹ và đến về để dự lễ tạ ơn cùng với gia đình, sự sum vầy này. Tôi rất mong mình sẽ thay đổi trong những lần tới này để gia đình mình được vui vẻ hơn, có những bữa cơm hạnh phúc hơn. Và điều mẹ vui mừng nhất đó là sự thay đổi của Khang và ba. Mẹ biết rằng đây là một mùa lễ tạ ơn có lẽ sẽ là vui mừng nhất cho gia đình nhà chúng ta, được đoàn tụ, được có sự thay đổi của ba và của con út của mẹ. Mẹ dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta cùng nhau trở về nhà và đón mùa lễ tạ ơn, phước hạnh Chúa ban cho gia đình của chúng ta. Amen. Cảm ơn mẹ.